Ôn tập Unit 1 buổi 4. Mình sẽ nói tiếng Việt và các bạn sẽ phản xạ lại bằng câu tiếng Anh. Cảm ơn mọi người vì sự tiếp đón nồng nhiệt. Thank you for your warm welcome. Tôi sẽ làm hết mình để đáp ứng những mong đợi của ông. I will do my best to meet your expectations. Tôi thực sự rất vui khi có cơ hội làm việc trong lĩnh vực mới. I'm very excited to have the opportunity to work in this new area. Tôi rất vinh dự được tham gia vào công ty toàn cầu đáng hãnh diện thế này. I'm very glad to be working with such respected global company. Tôi đã làm rất nhiều việc liên quan đến bán hàng qua Internet. I did a lot of work related to Internet sales. Tôi sẽ làm hết sức mình để trở thành một người nòng cốt. I will do my best to grow as a major contributor. Tôi hy vọng sẽ được làm quen với từng người. I look forward to getting to know each of you. Tôi đã làm rất nhiều việc liên quan đến marketing B2C. I did a lot of work related to B2C marketing. Cảm ơn mọi người vì đã cho tôi gia nhập. Thank you for having me aboard. Tôi sẽ làm hết mình để vượt qua những kỳ vọng của ông. I will do my best to exceed your expectations. Tôi rất vinh dự được tham gia vào công ty đáng mến này. I'm honored to join such an esteemed company. Tôi thật sự vui khi có cơ hội thử thách bản thân làm việc trong một lĩnh vực mới. I'm excited to have the opportunity to challenge myself in the new area. Cảm ơn vì đã chào đón tôi gia nhập đội ngũ tuyệt vời này. Thank you for having me aboard. This is a great team. Chào buổi sáng, tôi là An. Tôi rất vui vì được tham gia vào công ty Zara và làm việc cùng với những con người tuyệt vời. Good morning, my name is An. I'm very glad to be joining Zara company. Chào buổi chiều, tôi là Phương. Tôi rất vui. And working with such a great people. Tham gia vào công ty ABC và làm việc với những con người tuyệt vời. Good afternoon, my name is Phương. I'm very glad to be joining ABC company and working with great people. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành mong đợi của cả đội. I will do my best to deliver on team's expectations. Cuối cùng, tôi muốn chia sẻ với mọi người một câu châm ngôn yêu thích của tôi. Làm những điều mà bạn nói. Lastly, I would like to share my favorite proverb with you. Practice what you preach. Tôi sẽ làm việc hết mình để học hành và trở thành một nhân viên tuyệt vời trong nhóm. I will do my best to learn and grow as a great member. Tôi sẽ làm hết mình để góp phần vào thành công của đội chúng ta. I will do my best to contribute to the success of our team. Nhờ những kinh nghiệm trước đây, tôi đã có thể học hỏi và nâng cao được những kỹ năng của mình. Tôi hy vọng có thể mang đến năng lượng tích cực cho công ty của chúng ta. I was able to learn and sharpen my skill through these experiences. I hope I can bring my energy to our organization. Tôi sẽ làm hết mình để đóng góp vào thành công của bộ phận chúng ta. I will do my best to contribute to the success of our department. Tôi sẽ làm việc hết sức mình để trở thành một người thật sự chuyên nghiệp. I will do my best to grow as a true professional. Tôi thực sự vui khi có cơ hội làm việc trong ngành công nghiệp mới này. I'm very excited to have the opportunity to work in this new industry. Tôi hy vọng sẽ được làm việc với mọi người. I look forward to working with you. Chúc các bạn luyện tập thật tốt.